Tổng thống Donald Trump nói thẳng thắn về phó tướng Kamala Harris liên quan đến nhiều người nhập cư bất hợp pháp liên tục đổ vào Mỹ. Họ đến và họ cứ tiếp tục đến, đến mãi và chưa ai từng thấy điều gì giống như vậy. Những người đến biên giới họ trông rất chuyên nghiệp và nói rằng chưa bao giờ có chuyện gì như thế này xảy ra. Harris không làm gì để ngăn cản điều đó. Trên thực tế, bà ấy đã khuyến khích họ tiếp tục đến và tất cả mọi người biết điều đó trong nhiều năm qua. Mới đây bà ấy mới nói, ồ, chúng ta sẽ cố gắng ngăn chặn chuyện đó. Hơn 10 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã vượt biên giới kể từ khi Kamala Harris và Joe Biden nhậm chức. Các phương tiện truyền thông chính thống sẽ không bao giờ đưa tin về điều hiển nhiên này. Nếu Kamala muốn dọn dẹp và đóng cửa biên giới thì tại sao bà ấy phải chờ đợi khi mới làm tổng thống? Những câu hứa, hão huyền và những lời nói suông về điều đó hoàn toàn không có thật. Câu hỏi dễ nhất và câu trả lời là bà ấy không có ý định làm bất cứ điều gì mà người quản lý của bà ấy không muốn. Ý nói đằng sau đó là cả một hệ thống quyền lực trong đảng Dân Chủ nói riêng đang thao túng mọi sự mà ngay cả Tổng thống Joe Biden cũng bị hạ bệ một cách dễ dàng. They come and they keep coming and coming and nobody has ever seen anything like it. People that go to the border, they look professionals and they said there's never been anything like this in the history of the world and they are destroying the fabric of our country. She did nothing to stop any of it. In fact, she encouraged them to keep coming, and you know that. For years she did. Only recently did she say, oh, well, we're going to try and put a stop to it. Những thực trạng về đời sống mất an ninh cũng thể hiện từ những hành động nhỏ nhất trên phố. Chúng ta thấy rằng, dù rằng đây chỉ là một hành động dừng xe và vẽ bậy, rồi đến lúc họ dừng xe và cướp hết đồ của bạn và lấy đi cả mạng sống của bạn, thì lúc đó, bạn mới nhận ra rằng tại sao xã hội lại loạn đến như vậy và nhiều câu hỏi sẽ đặt ra với bạn. Thì thật đáng tiếc, tới lúc đó bạn không còn thở nữa để mà đặt những câu hỏi tại sao. Chuyện người đàn ông ôm chặt một chú chó của mình trong một chiếc xe tự lái Waymo trong khi một nhóm người vẽ bậy lên chiếc xe tại đèn rừng ở San Francisco ở tiểu bang Cali. Những nghi phạm đeo mặt nạ đã tự quay phim mình trong lúc vẽ bậy lên chiếc xe. Theo Futurism, điều này đã xảy ra nhiều lần với nhiều loại xe tự hành khác nhau. Một báo cáo trực tuyến của cảnh sát đã được đệ trình thay mặt cho một nhà điều hành xe tự hành. Người phát ngôn của Sở Cảnh sát San Francisco cho biết với hãng tin. Người báo cáo cho biết có 3 vụ phá hoại riêng biệt xảy ra trên 3 loại xe tự hành khác nhau. Thưa quý vị, Kamala Harris đến thăm biên giới phía Nam lần đầu tiên sau hơn 3 năm sau khi để hơn 10 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ. Harris, người đột nhiên ủng hộ việc xây tường biên giới, trước đây từng gọi bức tường là dự án phù phiếm của thời Trung Cổ của Tổng thống cử Donald Trump. Bức tường biên giới của Tổng thống cử Donald Trump hoàn toàn lãng phí tiền thuế của người dân và sẽ không khiến chúng ta an toàn hơn, bà đã từng nói như vậy. Kể từ khi Harris nhậm chức và trở thành sa hoàng biên giới, đã có hơn 400.000 tội phạm bị kết án đã được trả tự do cho công chúng và tràn lan trên nước Mỹ. Nhiều người bình luận và nói rằng chúng ta thấy những diễn viên họ diễn những vở kịch quá quen thuộc. Tuy nhiên có nhiều người vẫn cảm thấy mình được nhập vai vào hoàn cảnh như vậy và hoàn toàn tin vào những thước phim và họ diễn một cách quá đạt như thế. Nhiều người chia sẻ một cách thẳng thắn và nói rằng sự thật nó vẫn là sự thật. Dù anh có lấp liếm, dù anh có che đậy, dù anh có dùng đủ mọi biện pháp để dối trá, để lọc lừa, nhưng bản chất của sự việc nó vẫn là sự dối trá. Stay off the concrete, back over here. Off the concrete, back over here, please. Stay off the concrete over there, back over here.
Thưa quý vị, chúng ta nghe nguyên văn từ môi miệng của bà Kamala Harris trước đây. Bà đã chế giễu về ý tưởng rằng nước Mỹ cần một bức tường để bảo vệ biên giới và ngăn chặn khủng bố. Bà nói rằng chúng ta phải xây một bức tường dọc biên giới phía Nam vì có những kẻ khủng bố đang cố xâm lược đất nước thì hoàn toàn không đúng sự thật. To suggest that we have to build a wall across our southern border because there are terrorists who are trying to invade the country. It couldn't be farther from the truth. Không những việc mở cửa biên giới mà còn chỉ trích gay gắt việc xây bức tường biên giới của Tổng thống cử Donald Trump trước đây. Bà Kamala Harris hiện tại mới nhất bà còn kêu gọi mở ra một con đường trở thành công dân cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp mà bà đã cho vào nước này trước khi tỏ ra nghẹn ngào về chính lời nói của mình. Bà Harris cho biết bà sẽ kêu gọi quốc hội cấp quyền công dân cho những người nhập cư bất hợp pháp. Sau đó bà thừa nhận rằng hệ thống nhập cư dưới thời của bà và Tổng thống Biden đã hỏng hóc nhưng tuyên bố là bà sẽ sửa chữa nó. And as president, I will work with Congress to create, at long last, a pathway to citizenship for hardworking immigrants who have been here for years. For years. And deserve to have a system that works. As your president, I will protect our nation's sovereignty, secure our border, and work to fix our broken system of immigration. Nhiều người vào bình luận và nói rằng phải chăng những người đang vỗ tay đó là những người đang nhập cư bất hợp pháp và những kẻ trộm cướp vô cùng vui mừng với chính sách này. Nhiều người ta nói thật là một cái tát vào mặt cho những người nhập cư hợp pháp như là cha mẹ của chúng tôi, những người đã chờ đợi nhiều năm và đi qua nhiều kênh hợp pháp với nhiều lần kiểm tra lý lịch. Kamala là lý do chính khiến cho những người nhập cư hợp pháp bị xếp vào cùng loại với những người nhập cư bất hợp pháp. Chúng ta hãy bầu cho Tổng thống Donald Trump để giữ an toàn cho nước Mỹ. Bà đã thừa nhận rõ ràng như chúng ta đã nghe, bà thừa nhận là sự thất bại về việc bảo vệ biên giới của nước Mỹ và một chiêu lặp lại, một bài lặp lại, bài học cũ lặp lại cho nhiều người nghe và bà tiếp tục hứa và hứa. Tôi sẽ làm tốt điều này, tôi sẽ làm tốt điều kia và tất cả đều là sẽ. Tuy nhiên nhiều người vẫn tin vào những điều đó. Họ không nhìn thấy ở hiện tại mà họ cứ mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp. Thưa quý vị, cho đến bây giờ, rất nhiều người có uy tín họ đã lên tiếng về tình trạng thực tại ở nước Mỹ. Như Joe Rogan đã làm diễn đàn và chia sẻ nói rằng cảnh báo về tu chiến án thứ nhất đang gặp nguy hiểm nếu Kamala Harris và Tim Walz giành chiến thắng. Tôi không nghĩ rằng việc kiểm duyệt sẽ thay đổi nếu như Kamala Harris nhậm chức. Tôi nghĩ họ sẽ siết chặt hơn nữa. Bà ấy đã công khai thảo luận về nhu cầu áp dụng các quy tắc tương tự đối với Facebook và Twitter trước đây và khả năng Elon Musk có thể mất đi đặc quyền của mình. Có rất nhiều điều hoang đường mà họ đang nói. Tim Walz nói rằng tu chính án thứ nhất không áp dụng cho thông tin sai lệch hoặc ngôn từ kích động thù địch. Đúng là như vậy, chắc chắn là có như thế. Nhưng có một điều chúng ta nên hiểu rằng việc nhận định thông tin đó là sai lệch không phải là theo khách quan, không phải là theo sự thật, không phải là theo chân lý, nhưng là theo cảm tính của những con người muốn kiểm soát. Họ thích nói thông tin này không đúng, thông tin kia không chính xác thì họ cho đó là sai lệch bởi những thông tin đó bất lợi cho họ và thông tin đó làm ảnh hưởng đến quyền lợi cho họ và thậm chí vạch trần những sự xấu xa, dối trá của họ. Vạch trần những tội ác của họ thì họ sẽ bắt đầu mặc cho một chiếc áo và những thông tin và mọi người đang nói lên sự thật là một chiếc áo đó là thông tin không chính xác, thông tin kích động vân vân và vân vân. Chúng ta đều hiểu rằng những con người mà họ đang nắm giữ quyền lực mà họ thêm tính độc tài, gian ác thì chắc chắn rằng đời sống của họ không liêm chính thì bằng mọi giá họ sẽ lấp liếm những cái điều dối trá của họ đi và không muốn cho công chúng được thấy. Sự rất nguy hiểm về tự do ngôn luận như tỷ phú Elon Musk, ông đã bỏ ra 44 tỷ đô la Mỹ, một con số tiền khổng lồ đối với người dân Mỹ.
để chỉ mua lại một nền tảng mạng xã hội để trên đó mọi người có thể bày tỏ suy nghĩ của mình và sự thật có thể được phơi bày ở trên đó, khác hoàn toàn với giới truyền thông chính thống là họ chỉ nói những điều mà lợi cho đảng phái của họ, lợi cho đảng cầm quyền và lợi cho đảng dân chủ mà thôi. Thậm chí họ còn che đậy những sự dối trá của những thế lực đen tối đang dùng bàn tay lông lá để điều khiển nước Mỹ mà Tổng thống Donald Trump ông vẫn khẳng định đó là thế lực đầm lầy và những con quái vật đầm lầy. Chân lý không ở môi miệng bất kỳ ai và đặc biệt là những con người bảo thủ, những con người chỉ khăng khăng cho mình là đúng, những con người độc tài, những con người có quyền lực và muốn kiểm soát tất cả mọi người phải lắng nghe mình. Những con người nắm giữ quyền lực mà họ không có nền tảng, họ không có cơ sở chân lý để dựa vào. Họ bất kể và họ không tin vào Thượng Đế, không tin vào thiên luật, không tin vào luật trời. Họ không công nhận và không áp dụng luật pháp công minh, thậm chí họ còn ngồi trên pháp luật. Họ chả xem luật công bằng ra gì, họ chỉ tôn trọng nhất là chiếc ghế của họ và quyền lực của họ. Nếu những điều đó gây nguy hiểm đến quyền lợi của họ và quyền lực của họ thì họ sẽ làm mọi giá, bất chấp mọi sự, cả sự dối trá, sự đe dọa và đem sự nguy hiểm đến cho tất cả những người đang muốn vạch trần những sự xấu xa của họ. Điều mà nhiều người cảnh báo ở đây không phải là vấn đề về tự do ngôn luận, mà đây là họ sẽ không còn cơ sở để dựa trên đâu là chân lý. Mà những kẻ cầm quyền, độc tài, những người gian ác, họ sẽ lấy tiêu chí của chính họ để làm tiêu chí sự thật cho tất cả mọi người. Nhiều người bình luận và nói rằng có thể họ đang sợ chính họ bởi họ đang dùng những sự dối trá đó nói về Tổng thống ứng cử Donald Trump tràn lan trên truyền thông chính thống. Và họ nghĩ rằng điều đó sẽ làm một bài học cho công chúng và chính cái điều đó họ sẽ nhận lấy. Bởi người Việt chúng ta vẫn thường nói hòn đất ném đi hòn chỉ ném lại là vậy. Nếu là một con người chính nghĩa, nếu là một con người sống lương thiện thì chắc chắn rằng họ sẽ không sợ rằng hậu quả tệ hại sẽ đến với họ. Bởi cây nào thì sinh trái đó. Và đúng là Chúa Giêsu đã nói với tất cả nhân loại này rằng hãy nhìn quả thì biết cây là như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.